Il est passé. C'est bien donné. La frappe. Et c'est au fond. Ils sont récompensés de leurs efforts sur cette égalisation. C'est le ballon. Alexandre, l'inspiration. Et il marque. Xin chào anh em, cảm ơn anh em đã đến với kênh YouTube của mình. Đây là phiên bản Darwin Nunez đội tuyển Uruguay. Ngày hôm nay mình sẽ trải nghiệm con hàng này. 1m87, 24 tuổi và thuận chân phải, tiền đạo của đội tuyển Uruguay. Và nặng 81 cân. Một con hàng tiền đạo rất cao to, rất mạnh mẽ trong thể lực, tranh chấp cũng như là không chiến. Vị trí thi đấu Gol Poacher, tiền đạo săn bàn. Các AE đó là AE về chạy bứt tốc cũng như là AE về đột phá, như là AE về sút xoáy. Có thể thi đấu được cả bên vị trí tiền đạo cánh trái nữa anh em nhé. Và đến với bộ chỉ số của Darwin Nunez. Nhận thức tấn công 86, giữ bóng trong chân 76, dê bóng 77, kiểm soát bóng trong chân 71, chuyền thấp 67, chuyền bóng 65, dứt điểm 89, đánh đầu 81, đá phạt 65 và độ xoáy 73. Độ xoáy thì không được cao. Nhận thức phòng thủ là 50, xoạc bóng là 53, hiếu chiến 84 và tham gia phòng thủ chung là 84. Con hàng tiền đạo Darwin Nunez này có xu hướng là hỗ trợ phòng ngự rất tốt anh em nhé. Tốc độ 90, tăng tốc thì rất nhanh, 93, lực sút cũng tương đối là căng, 87, bật nhảy 75, bật nhảy ở mức khá rồi, tranh chấp là 85, tranh chấp cũng rất trâu bò đấy anh em. Thăng bằng là 67, thăng bằng thì lại hơi thấp anh em nhỉ. Thể lực là 88, tần suất sử dụng chân không thuận hiếm khi, độ chính xác là cao, form vững vàng và kháng chấn thương là bình thường. Các skill: double toot, con người hai chạm, đánh đầu, hit, sút xoáy, sút đập đất, sút một chạm, sút xa, chuyền một chạm, penalty, hỗ trợ phòng ngự từ xa, check back và skill về tinh thần, fitting spirit. Anh em mình sẽ đến với trận thi đấu trải nghiệm ngày hôm nay của Darwin Nunez. Với con hàng Darwin Nunez này thì anh em mình có thể chơi được ở trên vị trí tiền đạo cũng như là vị trí tiền đạo cánh trái. Darwin Nunez thì tương đối là nhanh, nhưng mà cái khả năng sắc bén của Darwin Nunez thì cũng dừng lại ở tới mức nhận thức tấn công là 84 thôi anh em ạ. Đây là Lulu Mendes, Torres rất bình tĩnh xử lý bóng, chuyền cho Delic mở cánh sang Derrick Rain. Con hàng Darwin Nunez này thì mình trải nghiệm một số trận thì thấy Darwin Nunez lùi về rất sâu để hỗ trợ phòng ngự nhé. Đấy anh em thấy Bruno Fernandes, đây là Lampard này, đây Mbappe, chuyển sang cho Mbappe đi, mà không, Lampard đã dốc bóng thẳng xuống. Một cú sút của Lampard rất căng nhưng mà không vào và bóng ói ra, nhưng mà rất tiếc là không đến được bóng, không đến được chân của Darwin Nunez. Từ đầu trận giờ thì Darwin Nunez chưa có cơ hội sút bóng như là chạm bóng, rồi rớt rơi, như vậy là lỗi rồi. Saliba của team bạn, thì bạn mua pack của Inter, một cú tạt bóng không được. Con hàng Darwin Nunez này phiên bản Uruguay thì cũng mình cảm thấy là cũng ngon hơn một chút so với phiên bản của Liverpool, vì khi mà Darwin Nunez về đội tuyển quốc gia thì cái khả năng ghi bàn của Darwin Nunez cũng tương đối là rất tốt. Delic, đây là Gilberto Silva, không thành công. Lautaro Martinez, Dari Marco của team bạn,
qua được Rick James. Lampard để Bruno Fernandes này, Mbappe. Lampard bật lên cho Rick James rất thoáng. Dốc thẳng bóng số 0, đây là Bruno Fernandes. Như vậy là team bạn đã hóa giải thành công mình chuyển vừa rồi. Derek Matuidi không được, một đường trả bóng về rất nguy hiểm. Darwin Núñez thì Rick James. Một pha thoát xuống rất tốt của Rick James, một pha tạt bóng đánh đầu có bàn thắng được. Rất tiếc. Trong tình huống vừa rồi không hiểu sao rằng Darwin Núñez lại có thể là đưa bóng đi vọt sang ngang được trong tình huống vừa rồi. Một pha tạt bóng rất chuẩn của Rick James nhưng mà Darwin Núñez đã không tận dụng được trong tình huống vừa rồi. Đấy, em thấy Darwin Núñez này passing rất tốt nha. Đây, một pha xử lý rất hay của Darwin Núñez và đã có bàn thắng cho Darwin Núñez. Một sai lầm của hậu vệ team bạn và Darwin Núñez xử lý kỹ thuật. Cửa bóng 1-0. Darwin Núñez chụp thể cơ rất nhanh. Như vậy này, hiệp 1 đã đến phút bù giờ rồi anh em ơi. Sao đi 3 làm gì đây? Như vậy là hiệp 1 đã kết thúc với tỷ số là 1-0. Và Darwin Núñez đã có được một bàn thắng trong hiệp thi đấu đầu tiên. Đây là hiệp thi đấu thứ 2 rồi. Hiệp thi đấu này thì sẽ có nhiều bàn thắng hơn hay không? Và Darwin Núñez sẽ có thêm những bàn thắng được nữa chứ? Em mình hãy xem rằng Darwin Núñez sẽ thi đấu như thế nào trong hiệp thi đấu thứ 2. Pha phối hợp của đội bạn, một pha di chuyển rất nguy hiểm của team bạn. Như vậy là đã có bàn thắng gỡ hòa cho team bạn rồi, đó là Dumbray. Một pha phòng ngự hớ hênh của team nhà và team bạn đã tận dụng được thời cơ, đã có bàn thắng gỡ hòa. Trong tình huống rồi đây là Darwin Núñez. Darwin Núñez hay lùi về sâu để hỗ trợ phòng ngự, cho nên rằng khi mà đến cuối trận thì thể lực của Darwin Núñez cũng gần như là xuống rất nhiều anh em nhé. Tại vì con hàng này có cái skill là check back, cho nên là thường xuyên lùi sâu về hỗ trợ cho hàng tiền vệ cũng như hàng phòng ngự, nên là passing rất nhiều, cho nên là khi mà đến những phút thi đấu cuối trận thì Darwin Núñez gần như là đã cạn kiệt năng lượng. Một pha thoát xuống nguy hiểm nữa của Di Marco. Như vậy là hàng phòng ngự sơ hở, Di Marco đã nâng tỷ số lên 2-1 cho team bạn. Hiệp 2 đội bạn đang đá rất hay, đây là Darwin Núñez, một cú sút rất căng của Darwin Núñez bằng chân thuận của mình. Và chỉ sau 2-3 đường chuyền thôi. Chính xác là sau 2 đường chuyền thì Darwin Núñez đã có một cú lãi đại bác từ ngoài vòng cấm san bằng tỷ số 2-2. Lại là Darwin Núñez tỏa sáng trận đấu này với một cú đúp rồi. Đấy, anh em để ý tới phút thứ 66 mà thể lực của Darwin Núñez gần như là đã dưới 50% rồi. Gilberto Silva chuyền cho Mbappe. Không được. Đúng rồi đây, lại là một pha thoát xuống nguy hiểm của đội bạn nữa. Ôi trời ơi, như vậy là team bạn đã có bàn thắng thứ 3 rồi anh em ơi. Lautaro Martinez đã có bàn thắng thứ 3 rồi. Đội bạn lội ngược dòng rồi. Cuối trận sẽ cố gắng dồn lên để tìm bàn thắng gỡ hòa đi nào. Darwin Núñez hãy đập hat-trick trong trận đấu này đi. Hiệp 2 đội bạn thi đấu hay thế nhỉ. Hiệp 2 đội bạn bừng tỉnh anh em ạ. Đội bạn không còn mơ ngủ như hiệp 1 nữa. Đúng rồi đây, nhưng mà không qua được Nuno Mendes. Hiệp 2 đội bạn ép ác ấy nhá. Đó. Team mình không thể nào mà khống chế được bóng này. Team bạn cướp được bóng và phản công. Lumeray, một pha thoát xuống của Lumeray là một cú cắt ngang của Lumeray nhưng không thành công. Bruno Fernandes, Mbappe, đây là Darwin Núñez. Phút thứ 86 vào Darwin Núñez cũng không muốn chạy nữa rồi.
không có mấy tiền đạo có cái skill là check back hỗ trợ phòng ngự từ xa đâu anh nha. Và con Darwin Núñez này thì khả năng tham gia phòng ngự của nó 80 cơ, cho nên là rất chịu khó lùi về để hỗ trợ phòng ngự. Nhưng mà ngược lại cái là chính vì vậy cho nên là khi mà thể lực về những phút cuối trận thì Darwin Núñez đã cạn kiệt năng lượng. Như vậy là trận đấu này đến phút bù giờ cuối cùng rồi, như vậy là thua rồi. Trận đấu này thì đội team bạn đã nội ngược dòng và giành chiến thắng 3-2. Anh mình xem rằng Darwin Núñez sẽ được chấm mấy điểm đây, 7,5 điểm trong trận đấu này, một số điểm rất cao. Và đây là trận thi đấu trải nghiệm thứ hai của Darwin Núñez. Messi, đây là Darwin Núñez. Cú sút đầu tiên của Darwin Núñez, bóng rất khó chịu nhưng mà thủ môn đội bạn đã cản phá xuất sắc trong tình huống vừa rồi. Một cú sút đấm đất của Darwin Núñez, nhưng mà thủ môn team bạn vẫn làm chủ được tình hình. Cú sút của Darwin Núñez mình thấy lực thì tốt rồi, nhưng mà cảm thấy một cái gì đó nó chưa được hiểm anh em nhé. Cho nên rằng rất nhiều những cú sút căng hiểm, căng chìm của Darwin Núñez nhưng mà thủ môn đội bạn vẫn bắt được. Bóng nó không đi hiểm. Lực sút thì trên 8 và độ xoáy thì không được cao, độ xoáy thì trên 7 một chút thôi. Đây là Rick James. Đây là Rick. Ruben Dias. Bernardo Silva bật lên cho Tolali. Rồi thoáng vời nữa Can Hernandez. Dốc bóng xuống đi. Căng ngang, một pha căng ngang không có gì nguy hiểm với Steven của team bạn. Một pha phạt bóng rất mạnh của thủ môn team bạn. Bóng đã đi hết đường biên dọc rồi. Lampard. Ôi trời ơi, truyền vào cho ông nào đây? Garnacho, truyền vào chân của Garnacho rồi. Rick James. Messi. Mbappe. Tolali. Darwin kìa. Truyền cho Darwin. Rồi Darwin. Không qua được hậu vệ team bạn. Hernandez. Hernandez vẫn còn bóng. Một pha xử lý khéo léo của Hernandez. Tolali, một cú sút của Tolali. Bóng tìm đến đúng chân của hậu vệ đội bạn. Garnacho. Garnacho của team bạn đang tăng tốc. Ôi dồi ôi, hít khói à, định cho Rick James hít khói à. Một pha căng ngang nguy hiểm của Garnacho. Tolali. Darwin Núñez năm nay 24 tuổi, một độ tuổi tương đối là trẻ và sung sức của Darwin Núñez. Mùa giải năm nay của Darwin Núñez trong áo của Liverpool thì Darwin Núñez thi đấu tương đối tốt nha anh em, ghi bàn rất nhiều trong mùa giải năm nay. Nhưng mà có những pha bỏ lỡ khó tin của Darwin Núñez. Có những trận đấu xem Darwin Núñez đá thì cảm tưởng như Darwin Núñez sút ra ngoài là còn dễ hơn là sút vào trong. Đây là Darwin Núñez, một cú sút không trong tư thế thuận lợi của Darwin Núñez. Như vậy là trận đấu đã đến phút bù giờ rồi, tỷ số nó không đều, không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp thi đấu đầu tiên. Đây là hiệp thi đấu thứ hai. Tolali chuyền lên cho đây Bernardo Silva. Darwin Núñez đây anh em thấy không? Darwin Núñez về rất sâu, nhưng nổi rất sâu để nhận bóng pressing đội bạn nhé. Imbomine của team bạn, một cú sút rất nguy hiểm, như vậy là đã có bàn thắng được ghi trong trận đấu này dành cho team bạn. Kido Imbomine mở tỷ số cho team bạn. Trận trước đã thua rồi, trận này thì liệu có thua trận nữa hay không? Darwin Núñez không thành công. Một pha cắt bóng rất hay của Bartoli của team bạn. Di Maria rất nhanh. Team bạn đang tấn công rất tốt trong trận đấu này. Rất may là bóng đã đến chân của Tolali. Messi. Messi chuyền vào chân của Tolali của team bạn rồi. Di Maria. Pha cuối đây, pha cuối phá hàng hậu vệ của team mình.
Messi, Mbappé, Lampard, Vicem, Mbappé, một pha thoát xuống sát tay của Darwin Núñez, một cú sút của Darwin Núñez không vào. Anh em thấy không? Darwin Núñez sút rất căng nhưng mà thiếu một chút hiểm hóc. Như vậy là đã có bàn thắng gỡ hòa trong trận đấu này của Mbappé. Tận dụng tình huống đá phạt góc rất tốt, Mbappé đã có bàn thắng san bằng tỷ số trong trận đấu ngày hôm nay. Julian Diaz, Lucas Hernandez, Thiago Silva, Messi, Lampard, đường vào dòng đi nào, Tonali, Messi, Lampard pha chuyền xuống rất thoáng Mbappé, Mbappé không chuyền mà không sút mà chuyền cho Darwin Núñez, và Darwin Núñez không thể nào mà bỏ lỡ tình huống này được. Một pha di chuyển hợp lý của Darwin Núñez là một cú sút bằng chân không thuận của Darwin Núñez, chân trái nâng tỷ số lên 2-1, gôn. Như vậy Darwin Núñez đã có bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Sự tỏa sáng của Darwin Núñez. Mbappé thi đấu rất đồng đội trong tình huống vừa rồi. Mbappé đã chuyển bóng cho Darwin Núñez đối mặt với khung thành trống. Vậy bỏ thủ môn. Messi, Thiago Silva. Qua một vài trận đấu trải nghiệm, mình thấy quan hàm Darwin Núñez này nhanh, khỏe, hỗ trợ phòng ngự tốt, tranh chấp bóng rất tốt, nhưng mà cái thăng bằng của Darwin Núñez là không được tốt. Khi mà hậu vệ đội bạn va vào một cái mà Darwin Núñez mình thấy là đã bó lăn bó nốc gần rồi, rất nguy hiểm, không vào. Vừa rồi Darwin Núñez một cú đánh đầu, bóng đã đi chạy cột dọc trong găng tấc của Darwin Núñez. Và những cú sút của Darwin Núñez thì thiếu đi một chút gọi là sự hiểm hóc. Và Darwin Núñez cái nhận thức tấn công nó, cái khả năng phá bẫy việt vị hay là nhận thức tấn công của Darwin Núñez thì nó chưa được ở mức gọi là bén anh em ạ. Một cú về một cú outside corner của Lampard nhưng mà không thành công. Vậy là trận đấu đi đến những phút cuối cùng rồi. Con hàng Darwin Núñez này thì mình trải nghiệm cho anh em xem thôi. Còn nếu như để lựa chọn vào đội hình chính thì Darwin Núñez mình nghĩ rằng vẫn chưa có cơ hội để thi đấu trong đội hình chính của team. Chung là con hàng Núñez này mình chấm được tầm khoảng 7,5 điểm anh em ạ. Một tiền đạo ở mức khá anh em. Đấy, còn ở mức tốt thì Darwin Núñez mình nghĩ rằng chưa thể so sánh được với Mbappé hay là Haaland. Như vậy là trận thi đấu đã kết thúc. Tỷ số là 2-1 với một bàn thắng của Darwin Núñez. Nói chung là Darwin Núñez cũng tỏa sáng trong trận đấu này và được chấm 7,5 điểm, cao nhất bên cạnh Mbappé 7,5 điểm. Và đây là những tình huống đáng chú ý của Darwin Núñez, những bàn thắng của Darwin Núñez. Cảm ơn anh em đã xem hết video của mình nhé. Anh em hãy nhớ đăng ký kênh để giúp cho mình, giúp cho kênh ngày càng phát triển hơn. Anh em đăng ký kênh là miễn phí, không có gì anh em mà cả. Xin cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.